Ngày 15 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Ngọc Thạch, 38 tuổi, trú quận Thanh Khê, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sáng cùng ngày, Thạch mâu thuẫn với anh Nguyễn Hữu Sang nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Lúc này, tổ tuần tra 8394 phường Tâm Thuận, quận Thanh Khê đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án. Với thành tích xuất sắc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã đến động viên và thưởng nóng cho tổ tuần tra phòng chống tội phạm của phường.